Chào các bạn, hiện tại mình đang trong Chúa Xứ Cổ Miếu. Và đây là phía trước của Cổ Miếu nha các bạn. Thì có phía trước có một cái tượng bà Phật Quan Âm đứng nha, tay cầm bình nước chĩa xuống nè. Đó. Còn phía bên đây là Chúa Xứ Cổ Miếu. Thì hiện tại mình thấy trong đây thì không có người các bạn, không có ai ở đây. Khi mình vào thì chỉ có mình và anh Hiệp đi vào thôi. Đây là quang cảnh phía trước của miếu bà Chúa Xứ. Đây mình chia sẻ tất cả hình ảnh cho các bạn xem ha. Ở đây mình thấy vẫn có một cái tượng bà Phật Quan Âm đứng mặt hướng về, đây là hướng biển nè, mặt hướng về hướng biển. Tượng ở trước thì hơi nhỏ hơn tượng ở phía sau các bạn. Còn đây là kiểu như cái nhà để ngồi nghỉ mát hay là có những cái lễ hội gì sẽ diễn ra ở đây nè. Hiện tại mình thấy để hai cái bàn đá. Đây là quang cảnh của Chúa Xứ Cổ Miếu. Mình thấy để 2009, nó có nghĩa là chắc là cái năm trùng tu xây dựng lại hay sao đó. Ở đây có hai cái, mình không biết thờ cái gì, thì chút xíu mình sẽ hỏi anh Hiệp, thì anh Hiệp sẽ rõ hơn cái này mình nha, sẽ rõ hơn. Tại anh Hiệp người qua đó các bạn, nên những cái chữ này anh Hiệp sẽ hiểu hơn mình. Đây vẫn vậy ha. Đây có một tượng Phật Di Lặc nè. Đó. Rồi. Bên đây là Đông Lan, còn bên kia là Tây Lan nha các bạn. Đây là hình ảnh của Đông Lan. Và bên đây là Tây Lan. Ok, bây giờ mình sẽ tiến vào bên trong. Ở phía trước thì có hai con lăng nè. Hai ông lăng, ở trước cổng. Đây bên trong các bạn, đây là bên trong của Chúa Xứ. Đây có những cái áo trang phục để những cái lễ hội gì các bạn. Chúa Xứ Nương Nương. Khi bước vào thì cái cánh cổng nó đều đóng cửa các bạn, nhưng mà phía bên hông nè, bên hông sẽ có một cái cửa không có gài, chỉ móc dây lại thôi. Thì nếu mà các bạn đi vào có thể đi vào bên hông của cửa. Bên đây mình thấy có một cái gian nhà nè. Hình như là khi mà có những cái lễ hội gì ở đây các bạn thì sẽ sắp xếp ở đây, nấu nướng ở đây. Mình thấy có chén đũa nè. Chén đũa thao son. Được bảy đây. Nói chung cũng ít người lui tới các bạn nên ở đây phân cước thằng lằn rất là nhiều. Phía sau nè, mình thấy có cái gian. Đây có toilet nè. Những cái khu này chắc là để khi mà có những cái lễ thì mọi người sẽ đến đây để nấu nướng hay là bài biện cúng kiến vậy đó bạn. Đó. Và bây giờ mình sẽ qua bên Đông Lan. Nãy mình đã bên Tây Lan rồi. Thì qua bên Đông Lan thì coi có cái gì các bạn.
Bên Đông Lan thì có một cái bàn thờ đây. Mình thấy có cái giường nhưng mà đã bị dở ra rồi. Đây các bạn, hồi nãy cái chỗ mà đóng cửa không đi vào được à, mình thấy ở đây là chỗ đây, chỗ để những cái đồ nấu nướng các bạn. Mình thấy son lò nè, bếp, thau, dĩa gì tùm lum ở đây nè. Kiểu như có những cái lễ hội thì người dân sẽ đến đây và nấu nướng ở phía sau đó. Ok, bây giờ mình sẽ đi phía trước để mình hỏi những cái thông tin mà mình nghĩ anh Hiệp sẽ biết để anh chia sẻ với mình. Đây là ngôi miếu thờ năm bà Vạn Ban Ngũ Hành. Dạng ban ngũ hành. Năm bà Vạn Ban Ngũ Hành. Kia thì miếu bên đây thờ thành Hoàng Bổn Cảnh. Thân hoàng bổn cảnh. Thành Hoàng Bổn Cảnh. Đúng rồi, còn phải miếu là có lâu rồi mà được trùng tu lại năm 2009 được ở ngoài bà con thành phố Bạc Liêu á, chứ bà con cô bác đóng góp trùng tu lại được đẹp đẽ như ngày nay, chứ hồi đó cũng nhỏ đơn giản mà có lâu rồi nhưng mà được trùng tu lại. Theo Tây Lan với Đông Lan là hai bên nó khác nhau anh. Trong Lan Tây Lan có anh thấy để trống ở trong, hình như là ở trong chỉ để khi để mà những cái có đồ có ngày lễ hội kiêng hát 3 đêm rồi đó, rồi mới cái tổ chức đem ra à. chứa đồ đạc chứ đó. Ở đây là thờ Thiên Địa Phụ Mẫu ở trên trên cha với mẹ đó, cho nên là bàn với là địa mẫu như dịch tiếng Việt là cha trời mẹ đất. Còn bên đây này miếu ông Tà. Ông Tà hình như em thấy trong Mình có đã mấy không? viên đá là miếu ông Tà. Còn phía trong đây thờ cái gì? Này thôi. Thờ Cú Quyền mà. Dưới Cú quay vô. Vô đi. Quyền. Đây, này thờ bà thờ Cú Quyền. Cú Quyền Thất Tổ. Đây cũng đầy đủ mà. Chùa này cũng miếu đầy đủ hết trơn. Của người qua. Thiếu gì tâm mình nước rồi. Chính điện. Đây nó giữa thờ Chúa Trứ Lương Lương. Năm tổ chức cúng lễ bà 3 ngày tháng 2 như ngày 21 tháng 10 tháng 2 23 tháng 2 3 ngày 21, 22 với 23. Bên đây nè. Đây là Hữu Bang. Đã là Hữu Bang hai bên đó. Đây có danh sách danh sách là hai trùng tu hàng chính. Còn đây là thờ ai vậy? Cửu Thiên Quyền Nữ. Nơi thờ bà của Cửu Thiên Quyền Nữ. Còn đây là Hoàng Công hả? Hai thằng dưới cửa. Đây những cái trang phục để những cái lễ nữa ha, lễ. Quần áo của bà đây mỗi ngày riêng tắm rửa cho bà đó, thay y phục của bà. Trong đây không ai giữ nè. Có những ngày thường đâu ai lại đây, tại vì sống trong nông thôn mà. Đẹp ha. Mình biết rửa rồi quay. À, chị em thấy chỗ mấy cái phước đức cổ miếu đều có những cái hình ông này. Người này là một bên là Trần Thúc Bảo, bên Út Chì Cung.
thay vì đây thành dưới cửa. Ở ai muốn tìm hiểu cái gì tự coi lên thay vì thành sao dưới cửa. Nhưng mà hình như ở Đức Phước Đức Cổ Miếu thì em thấy cái hình như chùa người nhiều qua là nhiều ông lắm. Đa số chùa người qua là trước cửa dễ hai vị này đó. Trần Thúc Bảo với Út Kỳ Cung. Cảnh đẹp. Rồi, ok. Video của mình cũng xin đến đây xin kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn chưa đến Chúa Xứ Cổ Miếu lần nào thì hãy đến đây thì, thắp hương một lần ha, ở ấp Thào Lạng nha các bạn. Ok, xin chào và hẹn lại các bạn.